shop điện tự động, sĩ kẹo shop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. Ok anh em, và hiện tại thì chúng ta đang có mặt trên đảo Thiên Đường. Thầy đang dùng máy Xiaomi Black Shark 2 nha, nói chuyện với các em như này. Đối với cái đường bay thế này thì anh em cũng đã biết là chúng ta nên nhảy đâu rồi phải không nào? Tránh ra những cái vòng xanh dương như thế này sẽ là vòng nguy hiểm nha, bởi vì đó nó có nhiều đồ ngon, sẽ có nhiều người nhảy. Anh em sẽ thay đổi vị trí một xíu, cánh đồng này thì cũng khá là đông người, nên là các bạn thử lựa chọn cái khu trượt tuyết này, khá là ok để cho anh em bước vào đầu trận nhá. Rồi ok này, các bạn chờ xíu nha. Let's go nào. Nhiều khi là anh em sẽ phải luyện tập cái khả năng nhanh tay nháy mắt nữa. Ở đây thì trận nãy chơi hơi ngáo bởi vì là tay đang hơi ra mồ hôi xíu. Đó thì các em thông cảm cho thầy nha. Thầy kẹo ở Hà Nội nha mấy đứa ơi. Và hôm nay sẽ là buổi lên rank thần tốc ngày thứ hai nhá. Hôm nay lai sớm hay anh, bữa nay lai sớm. Loren thì anh nghĩ là không, bởi vì chúng ta sẽ qua khu trượt tuyết. Qua khu trượt tuyết trước nó sẽ ok hơn này. Rồi ok, về những cái trang bị mà khuyến khích anh em mang theo, đó là máy quét. Trang bị khá là cần thiết đầu trận. Và nếu như mà anh em mang theo, tức là anh em nghe theo cái chiến thuật leo rank thần tốc này, anh em sẽ không cần add tính năng Kla nữa, thay vào đó sẽ là tính năng của Kelly, Andrew và Hayato xuyên giáp. Nhảy ở biển là an toàn nhất thì đúng rồi em ơi. Nhưng mà Hiếu ơi, thì khi anh em đầu trận thì mình cũng đã nói với anh em rồi, đó là các bạn có được những cái trang bị ngon ấy thì các bạn sẽ có khả năng sống dai hơn vào cuối trận. Vì thế nên là đầu trận anh em hãy nên rút đủ cho mình được những cái trang bị như là mình đã khuyến cáo với anh em, đó là này, mũ 3 này, giáp 3 này, cũng như là ba lô 3 nữa. Vậy thôi, giờ là trang bị súng thì cần có Scar MP40. Huy hiệu thợ săn để làm gì phải thầy kẹo, khi mà các em hạ gục mạng đầu tiên thì nó sẽ thưởng thêm cho các em được những phần thưởng. Ví dụ như là có khá là nhiều phần thưởng ngon trong thính chẳng hạn này. Đậu xanh, bắt buộc phải giao tranh rồi nha mấy đứa ơi. Những cái pha bắt buộc phải giao tranh thì anh em nên phải giao tranh nha anh em. Đó, chúng ta không thể chạy được. Và nên lợi dụng những cái, ví dụ là thùng dầu, anh em bán vào thùng dầu, kẻ địch lập tức lên bàn điểm số nhá. Ok nha mấy đứa ơi, vứt bớt đạn shotgun đi nè. Thì khi mà anh em chơi nhiều, anh em sẽ tự phán đoán ra được cái khu vực mà anh em nhảy dù sẽ sống dai nhất nhá. Ở đây thì mình sẽ lựa thêm cái khẩu Famat này. Ok, combo Famat cộng với MP40, phát hiện ra là chúng ta còn chưa có giáp nữa. Ba lô 3 thì đã có rồi, vì thế nên là chúng ta sẽ xem và kiếm thêm giáp nha mọi người ơi. Núp tới top 15 là em đi săn. Ở đây thì anh thấy như này, mình ấy thì sẽ có những cái chiến thuật di chuyển theo những cái vòng bo khác nhau. Thế anh em có thể là tham khảo cái chiến thuật của mình đó, để tích lũy thêm cho mình kinh nghiệm chẳng hạn này. V8 tí máu mình đã đủ rồi, và chúng ta sẽ không lượm thêm máu nữa. Theo đó là xem có gì không để lượm này. Ví dụ như là, quên mất, mình có lượm khá nhiều đạn súng tiểu liên. Vì thế nên anh em có thể vứt bớt đi và lượm đạn súng trường, nó là hợp lý mà. Đây, máu quá nhiều rồi. Không sao, còn giáp 1 này. Ở cái khu trượt tuyết này thì tương đối là an toàn, anh em có thể là từ từ rút đồ nhá. Ống ngắm 2x thì nó không hỗ trợ nhiều cho anh em, nên là các bạn sẽ cố gắng kiếm cho mình cái ống ngắm 1x nha. Đây này, đông người này. Đậu xanh này, đậu xanh này, đậu xanh này. Ok này. Thi thoảng thì sẽ có những thanh niên và anh em chỉ cần nhanh tay nhanh mắt và xử lý chúng nó nhá. Ok, đơn giản thôi. Với những cái kinh nghiệm khi mà anh em giao tranh với ít người thì các bạn sẽ có cơ hội sống sót cao hơn. Đó là kinh nghiệm của kẹo này. Ngoài ra thì anh em nên di chuyển theo những cái đường di chuyển hợp lý nữa. Đó, ở đây có Scar nhá. Nói chung là thầy thấy tầm này đồ đạc đã khá là ổn rồi. Mỗi tội là về cái giáp thì thầy sẽ cần kiếm một cái giáp level 3. Giáp level 3 giúp cho anh em trở nên trâu chó hơn này. Bông keo nữa, bông keo thì hiện tại thầy chỉ có đúng một quả duy nhất. Nên là nói thật với các em là tầm này là hơi khoai này. Thì các em sẽ phải kiếm nhiều bông keo hơn xíu cho thầy nhá. Kiếm bạn em đi thầy hả? Ok, xíu thầy rảnh ra ngoài add friend với mấy bạn nhá. Được rồi nha.
Thì các em thấy thầy chia sẻ những cái kinh nghiệm này hay thì mấy đứa nhớ sẽ like nha. Các bạn có thể gọi mình là thầy kẹo hoặc sĩ kẹo cũng được. Xin nhá, chào Hùng nha. Đây, thầy tiếp tục chia sẻ với mọi người về cái kinh nghiệm đây. Tầm này thì các em chỉ cần là chạy theo cái diệp bo. Đó. Như ở đây các bạn chạy xuống lò rèn và tiếp tục lút đồ nhá. Đơn giản chỉ với một chút kinh nghiệm, một chút thủ thuật nhỏ nhỏ thì anh em đã đứng vững ở top 21 rồi nha. Bo đầu tiên nó đang thu lại nhưng điều này thì không đáng quan tâm cho lắm. Nói chung là cứ từ từ này, hello, thấy hello Bảo nha, Vũ Bảo nè. Em hâm mộ anh lắm hả, rồi nha Hoàng. Ông kẹo được không, ông kẹo cũng được luôn nè. Thì đây đang nói chuyện với mấy đứa về cái kinh nghiệm leo rank thần tốc của mình đây. Đậu xanh này. Ok, đơn giản thôi. Như vậy là đã có được 3 kill rồi. Thì anh em di chuyển theo những cái lối di chuyển thông minh. Hầu như là cái địch như thế anh em sẽ kiểu cảm giác khuất mắt cơ. Đó, như ở đây thì thầy đã hạ gục được 3 kill rồi. Nó không có những cái tình huống căng thẳng kiểu như là dồn dập nhiều đứa uy hiếp anh em. Đó là những cái lối chơi di chuyển khôn ngoan. Được chưa, bom keo cực kỳ cần thiết nha. Nên là mấy đứa cố lượm nhiều bom keo cho thầy một xíu càng tốt nhá. Máu hơi nhiều rồi nè, thầy sẽ lượm thêm một xíu đạn xuống trường nha. Ok mấy đứa ơi, rất nhẹ nhàng. Thì lúc này thì các em hãy tiếp tục di chuyển theo cái rìa bo, rìa cái đường bo màu trắng cho thầy nha. Có phá rank thần tốc không hay không? Cái này thì anh không có chỉ nha, không có dạy nha. Bởi vì là anh em phá rank thần tốc thì đơn giản thôi. Về cái vấn đề leo rank thần tốc thì nó mới là khó khăn à. Chắc là nốt trận này thì thầy sẽ lên kim cương 3. Đó. Nói chung thì về cái leo rank thần tốc thì đơn giản thôi. Khi mà có giảm thay thì các em không cần phải ngần ngại bất cứ đứa nào cả. Đó, nếu như mà kẻ địch nó núp thì thôi, các bạn có thể là từ bỏ, di chuyển. Chúng ta sẽ không cần phải theo sát nó làm gì cả. Bởi vì là bo nó còn to. Và tất nhiên là anh em sẽ phải tự lượng sức mình để giữ sức chiến đấu với 15 đứa nữa cơ. Chứ không hẳn là solo 1v1 nên là anh em giữ sức nha. Ê, cảm ơn các em nè. Xin cảm ơn 1146 học sinh đang xem thầy kẹo livestream nha. Sắp tới thì kẹo sẽ làm thêm những cái series bổ ích cho anh em xem về tựa game Free Fire. Đó, hướng dẫn cho anh em những cái kỹ năng nó ok hơn. Còn đây chỉ là kỹ năng cơ bản leo rank thần tốc phục vụ cho anh em cày đủ điểm danh dự các thứ xin vào quân đoàn đó. Điểm rank rồi là cấp rank của anh em. Thì lúc này là kẹo thầy hơi xoắn tí anh em ơi. Bởi vì là mới chỉ có cái giáp 2 thôi. Thì chia sẻ tâm sự với các em khi mà các em áp dụng cái chiến thuật leo rank thần tốc là đồ của các em đã phải ngon rồi. Ở đây thì thầy đang xem cố gắng kiếm được cái giáp 4 đã. Ông kẹo pro hả? Rồi ok Hiếu nè. Ta-tan. Lúc này còn lại 13 người chơi nha. Mấy đứa thì cứ bình tĩnh cho thầy nào. Lúc này thầy đang hơi xoắn tí, kiếm cái giáp 3 mà hơi khó. Đồ đạc thì anh em cứ từ từ thôi. Từ từ anh em chạy theo những cái rìa bo như này. Rồi là các bạn quan sát nha, xem có đứa nào chạy bo vào không thì anh em tranh thủ sấy nó luôn. À mấy đứa chờ xíu để thầy vào đây coi nào. Ôi thầy kiếm cái giáp mới mà kiếm tầm này khó quá mấy đứa. Rồi nha mấy đứa ơi, tiếp tục di chuyển nè. Tầm này thì chỉ còn lại có tất cả là 12 người chơi thôi. Đến lúc này thì chắc chắn là mấy đứa có thể cộng điểm rồi. Bo tiếp theo này thì nên chạy vào bo trước nha. Bởi vì là bo nó thu nhanh hơn và nó sẽ cắt máu đau hơn nhá. Thì anh em lựa chọn những cái khu vực mà có chướng ngại vật như kiểu là nhà cửa này, thùng container này. Anh em di chuyển có gì thì anh em sẽ dựng bo keo lên. Ẩn nấp chẳng hạn này thì nó sẽ là cái kế hoạch, cái chiến lược di chuyển thông minh. Vào cái vòng bo này ở cánh đồng ấy thì các bạn có thể lựa chọn đó là đây, lựa chọn những cái chòi canh cánh đồng để mình check con nào. Hình như là trên này có một cái chòi canh này anh em này. Đó, tầm này thì anh em thủ chòi canh sẽ là một cái phương án an toàn nhất, giúp cho anh em sống dai nhất luôn. Chỉ còn lại có ba mấy giây thôi đến với vòng bo này, anh em nên vào bo trước nha.
không vào bán trước là anh em sẽ kiểu bị mất lợi thế về sau nha mọi người. Còn những trường hợp anh em như kiểu là bị mấy đứa chúng nó team up, chúng nó kẹp cho thì khá là khó nhai. Cái này thì anh em sẽ phải chấp nhận thôi. Thế này thì anh em sẽ nên tránh giao tranh và chạy thẳng vào bo cho thầy nhá. Các bạn không cần thiết phải phô mò làm gì cả, bởi vì là ở đây chúng ta đang có kế hoạch leo rank thần tốc, chứ không phải là khô máu thể hiện ăn nhiều mạng để làm gì. Mà cái vấn đề chính là sống dai nhất có thể và được cậu nhiều điểm rank nhất có thể nha. Thế rồi, những cái vùng Dengar thì mấy đứa sẽ phải tạm dừng lại. Đó, cũng như là bo đang thu lại rồi nha. Bởi vì là ra ngoài ấy thì tỷ lệ anh em dính vào bom rơi thì đậu xanh, có khi xanh mộ. Nên là đây này anh em tránh những cái ký hiệu bắn súng ra nha. Lúc này anh em không cần khô máu làm gì cả thì chúng ta sẽ di chuyển lên phía trên này anh em ơi. Mấy đứa chưa thấy xíu này, bo đang thu lại rồi. Tầm này thì mấy đứa có thể là ngồi tạm đây cũng được, không sao cả. Bởi vì là lúc nãy thì vùng Dengar nó đã ngăn cản một lúc rồi anh em ơi, nên là nên ngồi ở đây và thủ nó sẽ tốt hơn. Theo đấy thì mấy đứa có thể là chuyển qua vị trí góc cam sang những căn nhà vệ sinh như thế này, nó sẽ ổn hơn nhá. Thì anh em sẽ kiểm soát được xung quanh tốt hơn này, được chưa? Đứa nào chạy vào thì anh em hoàn toàn có thể là xem thấy được. Ngồi vào trong một xíu nhá và lắng nghe tiếng chân này. Đó, các bạn bình tĩnh lắng nghe tiếng chân mà không để cho người lòi ra ngoài nhá. Bo đang thu lại rồi. Và lúc này thầy kẹo đang ở vị trí top 10 rồi nha mấy đứa. Bên trên đang có người, mấy đứa vẫn tiếp tục giữ yên lặng. Thực này chúng ta giữ yên lặng nha. Đó, chuẩn bị có tiếng xe. Đấy, anh em vừa có thể xác định vị trí của kẻ địch. Đây, Monster Truck. Anh em nên xế con xe có độ cho mình nhá. Con Monster Truck khó xế lắm. Xế xe có độ này. Xế con này này. Vị trí của anh em sẽ bị lộ rồi nha. Chuẩn bị KS. Thế kia chạy Monster Truck qua này. Đến lúc sấy rồi anh em ơi. Đến lúc sấy rồi này. Cái này người ta gọi là ngư ông đắc lợi nha. Ngư ông đắc lợi nha mấy đứa ơi. Ngư ông đắc lợi này. Anh em có thể là sấy cả hai đứa được này. Ok. Một đứa này này. Ơ nó lag à? Nó lag, chỉ là lag thôi anh em. Tầm này thì mấy đứa chuẩn bị là di chuyển vào bo nha. Bởi vì là góc trên kia có một đứa này. Di chuyển tầm này là hơi bị khó khăn nhá. Không sao thì các bạn có thể là chạy theo cái phía rìa đồi. Như thế này sẽ là một chiến thuật anh em di chuyển nó an toàn nhất nhá. Chạy theo cái sườn đồi nha mấy đứa ơi. Lúc này thì bo nó đang dần thu lại rồi. Mấy đứa có thể là chạy check một xíu vào trong vòng bo tiếp theo nhá. Đó, làm sao cho anh em di chuyển nó ở cái mức độ vừa phải thì các bạn sẽ dễ dàng và sống dai hơn thôi. Đây, anh em nghe theo thầy thì anh em sẽ được cộng điểm rank nhiều nhất nhá. Thì mấy đứa đã nhìn thấy là trong UV có mấy vị trí cơ địch rồi nhá. Mấy đứa chỉ cần là chạy tránh xa ra cho thời này thì mấy đứa sẽ sống dai hơn thôi. Tầm này thì không cần phải giao tranh gì cả. Đó. Và mo thì thầy thấy là ở cái chòi canh này có một cái chòi canh khá là ổn này. Mấy đứa có thể lên tạm chòi canh nhưng mà lên vị trí đồi, lên hẳn phía trên đi. Nó sẽ là vị trí tốt hơn nhưng mà thôi đi. Đây, mấy đứa có thể là ngồi hẳn sâu vào trong này nhá. Thì kẻ địch lúc này nó sẽ không thể nhìn thấy được các bạn nhá. Đây rồi nhá. Tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm với anh em này. Đến cái lúc này thì còn lại 4 người chơi nữa. Thì anh em vẫn đứng đây nhá. Tầm này là chúng ta không di chuyển vào bo vội nhá. Bởi vì là đã xác định được vị trí là có hai đứa bên hông này, 255 này, đó. Một đứa 195 này. Nên là anh em cứ phải từ từ nhá, lắng nghe tiếng chân nhá. Ngoài ra thì cẩn thận là có những đứa cho nó đã lên trên rồi nhá. Tầm này còn lại 3 đứa, bo thì nó nhỏ hơn nhiều rồi, không sao cả. Lượm thêm xíu đạn súng cho đấy nhá. Let's go. Đến lúc thầy và các em phải lên trên rồi. Tầm này thì tầm khoảng là 20 giây này. Tầm này anh em chạy lên trên là hợp lý nhá. Rồi ok. Còn lại có 2 người chơi lập tức trang bị cho mình nòng súng 3 này mà anh em đã để từ lúc nãy rồi.
cũng như là tranh thủ nếu như mà anh em ăn được xìu nấm nó sẽ tốt hơn trong cái việc mà anh em giao tranh. Let's go. Cẩn thận chân đồi nha mấy đứa ơi, chân đồi có người nhá. Riêng thầy thấy thì các em nên chạy theo cái phía này, cứ bình tĩnh thôi, không phải vội gì cả, thì các em sẽ đứng đây và các anh mấy đứa chạy ở dưới đây này. Thầy đã dặn các em rồi, đó là lượm nhiều bom keo để làm gì, để trong những cái tình huống như thế này anh em dựng bom keo lên. Đó, một đứa đang chạy phía trước này. Vấn đề chính là thầy đang lo là ở phía hông có người, thế nên là thầy sẽ vẫn từ từ ở đây. Khi mà anh em vừa nổ súng ra chắc chắn là anh em đã bị lộ vị trí rồi. Lúc này chúng ta cần cẩn thận hơn nữa này. Đứng ở đây, trong bo. Khá ổn. Tầm này anh em nên lùi bước về sau nha. Lùi bước về sau để có được một cái vị trí tốt hơn này. Nếu như có thể nên lùi bước về sau nữa. Đến cái gốc cây này thì mọi thứ đã nằm trong cái tầm kiểm soát của anh em rồi. Nó sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Bên dưới thầy check kiểm tra nó không có người. Như vậy là ở phía hông này. Gốc cây. Mình đã thấy là gốc cây có người rồi nhá. Tầm này thì thầy sẽ phải đối phó với hai đứa, một đứa ở trên này. Và sẽ có một đứa ở ngay gốc cây nữa. Đây là một vị trí căng thẳng cho thầy nhá. Nhưng không sao cả, nó cũng sẽ hỗ trợ cho anh em rất nhiều này. Vâng, bây giờ sẽ là cuộc chiến solo 1v1 nhá. 1v1 giữa thầy và thanh niên kia. Còn lại có xíu đạn súng trường nên là thầy sẽ không kệ nó thôi. Thầy sẽ kệ thôi, bình tĩnh nha mấy em. Thầy có lựu. Cho nó ăn quả lựu này. Thầy cũng cho nó ăn lựu này. Ok, chơi thầy không dễ thế đâu. Quần máu hả? Yes. Câu một đơn giản. Thầy nói với các em rồi mà. Khi mà các em chơi theo cái chiến thuật của thầy leo rank thần tốc thì anh em sẽ cảm thấy là leo rank nó dễ dàng hơn rất nhiều nè. Đúng rồi, thầy bắn gà. Đây là thầy chỉ hướng dẫn anh em làm thế nào để anh em cộng được nhiều điểm rank nhất trong một trận đấu thôi, chứ thầy không hứa là sẽ giúp anh em lên được huyền thoại. Wow, trận này thì thầy chỉ được cộng có 31 điểm thôi. Như vậy là hành trình lên kim cương 3 là phải thêm một trận nữa nha mấy đứa. Đó, trận này thầy có 6 kill nhá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.